Thiên Hy ngập tràn niềm vui. Mọi cuộc gặp ở đời đều là cơ duyên, nếu không nhận lời cùng nhà thơ Ngải Du Tử và Nhật Quỳnh, Tâm Thông ra Đà Nẵng để ngày 8 tháng 1 năm 2023 ra mắt và phát hành Sông Quê tại Đà Nẵng, đồng thời làm lễ kết nghĩa với văn học nghệ thuật nguồn Việt, cùng dự tất niên cùng anh em nguồn Việt, thì đâu có những cuộc gặp mặt cùng các văn nghệ sĩ hoa cỏ, cũng như các thành viên nguồn Việt. Ba ngày ở tại làng cổ Phong Nam giao lưu chuyện trò cùng những con người xứ Quảng mộc trực, thân thiện và tốt bụng. Phải nói trong thế giới văn chương hiện tại thì người Quảng Nam và Quảng Ngãi chiếm số đông. Xứ nghèo ngày xưa lại sản sinh nhiều người con ưu tú. Từ niên thiếu tôi đã thích bài thơ Tình Già của Phan Khôi, một trong những người con xứ Quảng. Phan Khôi quê Điện Bàn, Quảng Nam, là học giả, nhà thơ, nhà báo. Phan Khôi khởi xướng cho phong trào thơ mới Việt Nam. Ông cho rằng đại phàm thơ là để tả cảnh tự tình. 24 năm xưa, một đêm vừa gió lại vừa mưa, dưới ngọn đèn mờ, trong gian nhà nhỏ, hai cái đầu xanh kề nhau than thở. Ôi đôi ta, tình thương nhau thì vẫn nặng, mà lấy nhau hẳn đà không đặng. Trích Tình Già. Một bài thơ khởi đầu cho phong trào thơ mới không bị những vân luật trói buộc và đã gây sóng gió thời đó. Ngày 7 tháng 1 đoàn chúng tôi đến dự buổi sinh hoạt của nhóm Hoa Cỏ của anh Châu Thạch, được gặp những anh chị bàn văn chương trước nay đã thầm ngưỡng mộ như nữ sĩ Nguyễn Thùy Sơn, nữ sĩ Lê Ái Niệm, nhà thơ, nhà bình luận Châu Thạch và nhiều anh chị em khác. Được giao lưu trong không khí vui tươi, vừa ngâm thơ vừa ca hát, thật ấm áp tình thi nhân. Ấm lòng hơn nữa là nhà thơ Việt Thản Hồ có việc gấp vận rạng đời gặp đoàn chúng tôi, thiệt cảm động tâm tình của anh. Ngày 8 tháng 1, Chủ tịch Quang Nhẫn, ban biên tập nguồn Việt và nữ sĩ Vàng Lộc cùng đông đủ tất cả anh em hội viên văn nghệ nguồn Việt, nhóm thơ Hoa Cỏ và có cả nhà thơ Lục Bác Trà Phạm Văn sau cùng họp mặt tại làng cổ Phong Nam. Không khí buổi kết nghĩa và ra mắt tạp chí Sông Quê đã diễn ra trang trọng và thật thân tình. Ở làng cổ Phong Nam, tôi đi tham quan ghi lại một số hình ảnh ngôi đình cổ đầu làng với những kiến trúc hơn 300 năm trước. Gần đó là ngôi miếu nổi tiếng Linh Thiêng. Tôi chụp lại vài nét kiến trúc xưa, những bức tranh trên cổng vào đình. Nhà báo Nam Phong đã cho chúng tôi thưởng thức một số món ăn trong làng và uống cà phê quán cà phê đã rất độc đáo. Quanh nhà ông còn giữ những bụi tre lớn làm hàng rào, một nét đẹp làng quê Việt Nam, và trong những bức ảnh xưa của làng cổ Phong Nam đang gần như bị mất hẳn. Cảm ơn gia chủ và những anh chị em bạn bè xứ Quảng. Mong ngày trở lại tay Bắc mặt mừng. Bên thềm năm mới Giáp Thìn 2024, xin kính chúc tất cả anh chị em một năm an lành, hạnh phúc, cùng nhau vun đắp cho Sông Quê và nguồn Việt phát triển tốt đẹp. Trân trọng. Nhớ đừng quên cho Thiên Di ăn món gỏi cà trích nhé, huynh Ngô Nguyễn Chấn, Thiên Di.